theo Phật giáo Đại Thừa thì chư Phật, chư Bồ Tát ứng thân thị hiện ra đời vì lòng thương cứu độ chúng sanh chìm đắm trong biển luân hồi sanh tử. Thì đầu xuân chúng ta tụng kinh Dược Sư rất là tuyệt vời, rất là ý nghĩa. Bởi vì thật sự ở đây chúng ta đang bình yên, nhưng ở một nơi khác đang có những sự khổ đau, bởi vì họ trực tiếp bị cơn độc đất đã xảy ra. Thì chúng ta tụng kinh Dược Sư hồi hướng cho tất cả pháp giới chúng sanh. Chúng ta ăn cây nào rào cây đó đang ở trên đất nước Nhật, chúng ta cũng cầu nguyện cho đất nước Nhật được bình an, vì ngay bây giờ và ở đây Nhật Bản đang nuôi dưỡng chúng ta. Và tất nhiên nguồn gốc chúng ta, đất nước Việt Nam, chúng ta luôn luôn tôn thờ, ngưỡng mộ, quý kính dân tộc mình, đất nước mình. Nhưng mình đến đất nước nào thì mình cũng phải sống bằng tất cả lòng trách nhiệm, tình yêu thương, và giống như mình cũng là một người dân trên cái xứ sở đó. Như vậy mình mới tạo ra nhân lành để có quả lành. Vậy thì mình đã từng sinh sống ở đây, có người lập gia đình ở đây, có người đang đi học ở đây, có người đang đi làm ở đây. Sư có nói chuyện với lại Nguyên Phước không? Bạn nói sống ở đây con cũng học được rất nhiều cái hay của người Nhật, nhưng mà con vẫn ước mơ rằng rồi sau này con vẫn trở về Việt Nam. Hỏi vì sao? Sao không chọn Nhật Bản là quê hương? Bạn trả lời rằng thì do mình thôi. Ở đâu mình tốt thì cuộc sống ở đó đều rất là an vui và hạnh phúc. Sư thấy đó là một câu trả lời hay. Tuy nhiên mình đang còn trẻ, được học tập làm việc ở đây, mình nên học những cái hay, cái đáng quý của người Nhật. Và sư nói rằng mình cũng không nên chê bai đất nước mình, quê hương mình, người Việt Nam của mình. Tại vì mình là con rồng cháu tiên, mình là người Việt Nam, mình trân quý người Việt Nam, mình phải biết những điều cao đẹp của người Việt Nam. Và như sư nói là mình hãy học những cái hay, cái đẹp của đất nước, của con người, ở bất cứ nơi đâu mình có nhân duyên đến. Tại vì ở đâu nó cũng kết tụ tinh hoa của trời đất, của trí tuệ của con người, và ở đâu cũng có mặt trái của nó. Cho nên mình không có quá sức thần tượng một hình ảnh, một đất nước, một con người, mà mình cũng không quá thất vọng về một hình ảnh, một con người, một đất nước. Nghĩa là giống như triết học Marx á, luôn luôn có hai cặp phạm trù đối lập nhau, tốt xấu, trắng đen, ngày đêm, tối sáng, nữ nam, buồn vui, hạnh phúc, khổ đau. Đó là những điều luôn luôn tồn tại trong cuộc sống này. Cho nên nếu mình muốn một điều theo ý mình luôn tốt, luôn vui, luôn đẹp, luôn hạnh phúc, điều đó không thể xảy ra. Mọi thứ luôn luôn xảy ra hai mặt đối lập nhau, luôn xảy ra trong cuộc đời này. Đó là quy luật tất yếu của cuộc đời này. Giống như chúng ta tụng kinh Bát Nhã, sắc tức thị thì không, mà không thì lại tức thị là sắc. Cho nên đừng bao giờ hướng đến một điều tuyệt đối. Đừng bao giờ muốn điều mình muốn phải trở thành sự thật. Còn ta muốn nhiều, lòng tham nhiều, và rồi sẽ khổ đau nhiều. Tốt nhất hãy nhìn ra bản chất của cuộc sống và sống với trí tuệ của nhà Phật. Bởi vì Đức Phật ra đời vì một nguyên nhân duy nhất là đem lại an vui và hạnh phúc cho chư thiên và loài người. Thì chúng ta sẽ biết Đức Phật Dược Sư cũng là vì thương chúng sanh quá sức khổ đau. Cho nên mỗi một vị Phật mà thị hiện trên cuộc đời này, tùy theo cái nghiệp lực căn tánh của chúng sanh mà vị Phật đó kiến tạo quốc độ và có những đại nguyện để giáo hóa, đưa chúng sanh thoát ra khỏi những biển khổ, sông mê mà có đời sống an lạc. Ví dụ như trong tháng 11 âm lịch đó, thì có cái ngày vía Đức A-di-đà. Thì Đức Di-đà kiến lập cái quốc độ Tây Phương với 48 lời nguyện.
để những ai có cái bổn nguyện sanh về đó thì không còn bao giờ nghe tiếng khổ. Còn Phật Dược Sư là một trong vô số những chư Phật cũng có quốc độ và hạnh nguyện riêng, gọi là Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai. Ngài là có phương thuốc chữa các căn bệnh cho chúng sanh. Những ai có tâm bệnh, có thân bệnh, chúng ta có một niềm tin sống với hạnh nguyện như Đức Dược Sư Như Lai thì chúng ta sẽ được nhiều cái phước báo an lành. Và Ngài ở đâu? Ở phương Đông cách thế giới Ta Bà khoảng 10 hằng hà xa Phật độ, có cõi Phật tên là Tịnh Lưu Ly. Đức Phật ở đó tên là Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Cho nên con người ta hướng đến sự thanh tịnh. Còn Đức Dược Sư là thanh tịnh trong suốt như ánh sáng lưu ly. Vì vậy đó, mình sống trên cuộc đời này, mình hướng đến sự tu tập, mình làm theo những điều Đức Phật dạy là mình làm thanh tịnh trong sạch tâm hồn của mình, thân mình, lời nói của mình. Càng trong sạch bao nhiêu, các bạn càng hạnh phúc bấy nhiêu. Càng ô nhiễm và làm nhiều tội lỗi bao nhiêu, thấy như vậy đó, thấy được lời như vậy đó, tiền bạc như vậy, tình yêu hai ba tay bắt như vậy, nhưng rất khổ đó. Con người hướng đến sự thanh tịnh, trong sáng, con người đã được hạnh phúc. Đó là vì sao mà ta phải nghe Pháp. Nghe để cảm nghiệm, nghe để thực hành. Bởi vì Đạo Phật đến không phải để tin, mà Đạo Phật đến để chiêm nghiệm. Thì Đức Phật Dược Sư phát 12 đại nguyện giải trừ hết thảy bệnh khổ cho chúng sanh, làm cho tất cả chúng sanh có đầy đủ căn lành và được thanh tịnh, trang nghiêm. Và Đức Phật Dược Sư thì lại có hai vị Bồ Tát hai bên là Nhật Quang Biến Chiếu và Nguyệt Quang Biến Chiếu làm quyến thuộc. Đức Di Đà thì có hai vị hai bên, đó là Đức Quán Thế Âm và Đức Đại Thế Chí. Còn Đức Bổn Sư thì một bên là Ngài Văn Thù Sư Lợi, tượng trưng cho trí tuệ, và Phổ Hiền Bồ Tát, tượng trưng cho hạnh nguyện, hai vị Bồ Tát hai bên Đức Bổn Sư. Như vậy các vị Phật, các vị Bồ Tát bước ra cứu độ chúng sanh đều có những quyến thuộc Bồ Tát đồng hạnh, đồng nguyện để làm cho những cái tâm nguyện, những cái lợi ích cho chúng sanh, cho tha nhân được thành tựu. Vì vậy quý sư, làm đạo một thân một mình không thể làm được. Nghĩa là Phật Pháp mà có hưng thịnh phải có đoàn việt phát tâm. Các con trở về những ngôi chùa, sư hạnh phúc vì ngày nào các con cũng về đây đầm ấm bên bếp lửa, trang nghiêm trên chánh điện và làm tất cả mọi công việc với một lòng thành kính của một người học đạo, nghe lời, vâng lời thầy, vâng lời sư, rất là hạnh phúc. Và chúng ta trở thành những người cận sự nam, cận sự nữ bên những người thầy, giống như là sư nói, các vị Phật còn có những quyến thuộc Bồ Tát. Chúng ta phải có những người bạn hữu, pháp hữu để hỗ trợ nhau trong cuộc đời. Thì bổn nguyện của Dược Sư Như Lai là trị tất cả các căn bệnh phiền não về thân và về tâm cho chúng sanh, cứu độ chúng sanh ra khỏi cảnh khổ đau. Cho nên các con tụng Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai hay là Nam Mô Dược Sư Quang Vương Phật thì lòng các con sẽ thanh tịnh, đặt những cái gánh nặng phiền não xuống, vì đó là tâm nguyện của Đức Dược Sư. Dược Sư có bổn nguyện thanh tịnh nên ánh sáng của Ngài trong suốt hoàn toàn, thanh tịnh như lưu ly. Và chúng ta nghe như vậy đã học được một điều, là điều gì? Mình thanh tịnh, mình trong suốt, mình cũng sẽ có nhiều năng lượng tuyệt vời và mình cũng sẽ giúp được rất nhiều người. Không thể có được một tâm hồn tham lam, sân hận, si mê, vô minh, phiền trược, tự thân mình đã khổ đau, làm sao giúp được ai, thưa các bạn? Cho nên mình nghe cái tên gọi của Ngài, mình đã phải học. Công hạnh của Ngài là công hạnh thanh tịnh. Các con dù là người Phật tử tại gia, hãy giữ gìn năm giới và hãy sống thanh tịnh. Cái đất nước này
Sư thấy đi đâu cũng giống như đi vô thiền viện, im lặng và thanh tịnh. Mình cũng nên học. Vui cũng có lúc rất vui vì mình là tuổi trẻ, nhưng cũng có lúc cũng im lặng, nhiếp tâm trong hơi thở vào ra, vì mình đang sống trong một đất nước cũng có một truyền thống Phật giáo lâu đời. Nhất là nói về cái truyền thống thiền Phật giáo của Nhật Bản. Do đó, cũng như các đức Phật trong mười phương, Đức Dược Sư có đầy đủ thập hiệu của Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai là ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự, trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nghĩa là các vị Phật đều có những cái công hạnh, công đức, thập hiệu như nhau. Do đó, chỉ cần là các vị Phật, tâm của các ngài trong veo giường tuyết nguyệt, phước đức của ngài để làm cho những bổn nguyện thành hiện thực mà cứu độ chúng sanh. Còn chúng ta nhỏ xíu à, bây giờ đang tập tu, chúng ta phải tập làm những công đức nho nhỏ, tập giữ những cái giới pháp của người cư sĩ tại gia, để mình tạo lập hạnh phúc trong mái gia đình của mình. Nếu mình chưa làm được những việc lớn lao như chư Phật, như Bồ Tát hay các bậc chân sư, các bậc thầy, thì ít nhất một người con Phật phải làm tốt đẹp trong gia đình của mình. Có người nói, con đi chùa con vui lắm sư, mà con về nhà con á hả, nó buồn, nó chán, y như địa ngục vậy. Vậy là mình không hề học hạnh làm con Phật. Tại sao mình không làm cho gia đình mình an vui, hạnh phúc? Bằng lời nói, bằng sự quan tâm, bằng việc làm, bằng tình yêu thương. Mỗi một con người hãy làm cho cái mái ấm của mình an vui, hạnh phúc. Và nhớ những lời đại nguyện của Đức Dược Sư Như Lai. Ngài nguyện khi Ngài thành đạo Bồ Đề đầy đủ 32 tướng tốt, hào quang sáng ngời khắp cả thế giới, khiến các chúng sinh cũng được sáng ngời, thanh tịnh như ta. Nhờ tâm nguyện của Phật, các ngài được cái gì là muốn chúng sanh được như vậy. Còn mình được cái gì thì mình không muốn người khác được như vậy. Vì mình tham mà, vì mình ích kỷ mà, nên mình khổ đau. Và 12 lời nguyện của Đức Phật cho chúng ta được sáng suốt, được đầy đủ các vật dụng để thọ. Chúng ta đâu có ai đói, đâu ai lặng. Chúng ta cũng đang được đầy đủ ấm áp, thọ dụng nơi thân và tâm. Tất cả chúng ta đều hướng đến những pháp tu để không xa vào các ác đạo. Chúng ta trở nên sáng suốt, thông minh, tu tập để rồi chứng đạo Bồ Đề. Những cái lời nguyện của Đức Dược Sư, nếu chúng ta không nhớ, chúng ta nguyện danh hiệu của Ngài, nguyện cho tất cả đều được an vui, hạnh phúc, ấm áp, đủ đầy, thân tâm không bệnh. Tâm được an vui là chúng ta đang phát nguyện làm con của Đức Dược Sư. Hãy nhìn Phật, hãy niệm Phật và học những công hạnh của những vị Phật. Chứ không đơn thuần, đạo Phật không phải đến chỉ để cầu xin. Cầu xin mà mình không thực hành, cầu xin mà mình không tu tập, mình không thành tựu. Mình phải có phát tâm làm những công đức lành, phải tu tập trong tâm từ bi. Mình học những vị thầy nè, mình thấy những vị thầy làm từng việc một rất kỹ lưỡng, chu đáo, việc này đến việc kia. Từng cái đèn, từng cành hoa, từng chung nước cúng rất là cẩn thận và chi tiết, với cả một lòng biết ơn cuộc đời. Đó là chúng ta đang tu. Các vị đang ngồi nghe pháp với lòng trân quý, biết ơn, các vị cũng đang tu và đang lập bồi rất nhiều công đức. Như vậy, mỗi con người đi vào trong cuộc đời này đều có một cái ưu điểm, cái năng lực riêng, cái tài năng riêng. Nhưng một cái điều mà sư có thể muốn nói với các bạn, sức mạnh của vua chúa là quyền lực, sức mạnh của người phụ nữ là sự nóng giận, sức mạnh của em bé là tiếng khóc, sức mạnh của kẻ trộm là vũ khí. Mỗi người mỗi kiểu, nhưng những người tu hành, hàng đệ tử Phật, đem tâm từ bi, lòng yêu thương làm sức mạnh của mình.
mà muốn có tâm từ bi, muốn có lòng yêu thương, con người ta phải học chữ nhẫn. Cái chữ nhẫn làm cho Nhật Bản thành cường quốc. Mọi công dân Nhật Bản đều được giáo dục đức tính kiên nhẫn, phải vượt qua sự khó khăn từ thuở bé, phải nhìn vào mọi sự khó khăn với thái độ bình tĩnh. Vậy thì chúng ta phải học chữ nhẫn trong từng việc làm, và nhẫn trong thái độ chúng ta tu tập, nghe pháp, tụng kinh, thiền tập trong chánh pháp. Trong ngôn ngữ Nhật Bản, chữ nhẫn theo sư được biết đó, nó cũng có một cái nguồn gốc từ chữ zen là chữ thiền. Cái chữ nhẫn nó có cái gốc của chữ thiền ở trong đó. Nó mang ý nghĩa nhẫn nại, chịu đựng, ngay cả với những điều dường như không thể chịu đựng được. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng con người ta ai cũng vội vã, ai cũng muốn cái việc mình phải xong, nhưng người ta kiên nhẫn xếp hàng chờ đến lượt mình. Đó là một bài học về chữ nhẫn. Nó ăn sâu trong tâm trí của người Nhật. Nó đi vào chữ thiền trong đạo Phật, là một tôn giáo được du nhập vào đất nước Nhật Bản vào khoảng thế kỷ thứ 12-13, trở thành tôn chỉ đạo đức sống. Cho nên sư rất mong các bạn học chữ nhẫn, nhẫn nại, khiêm cung của người Nhật Bản. Và các bạn sống ở nước ngoài, như sư đi giảng ở bên châu Âu, giảng Hàn Quốc, sư đi qua Mỹ, Canada, v.v. thì sư thấy người Việt Nam làm việc ở nước ngoài hay tâm sự rằng chúng con có việc làm, lương ổn định, nhưng chúng con bị áp lực. Mình không biết điều này có phải là bệnh chung hay không, nhưng mà mình rất là thường nghe nói về cái từ áp lực. Thì sư muốn kể một cái câu chuyện về vấn đề áp lực. Một chàng trai cũng có tài, cũng có khả năng, có địa vị, nhưng luôn cảm thấy áp lực trong cuộc sống. Chàng trai đó muốn tìm được lối thoát nên đến chùa gặp nhà sư. Nhà sư bảo ông hãy đeo lên lưng một cái sọt rỗng, rồi chỉ cho ông thấy con đường đi phía trước và nói rằng mỗi bước anh hãy nhặt một hòn đá trên đường mà cho vào cái sọt, rồi sau đó trở về đây cho biết là anh có cảm nhận gì. Chàng trai làm theo lời dặn của vị sư. Sau đó thì trả lời rằng: thưa thầy, con cảm thấy càng đi càng nặng nề, con biết thầy biểu con làm này để làm gì. Vị thầy mới nói: mỗi người đến với thế gian này đều cõng một cái sọt không, một cái gùi không, một cái túi không. Nhưng mà chúng ta tiến bước trên đường đời, cứ mỗi bước lại nhặt một thứ cho vào cái sọt, rồi càng lúc mới càng có cảm giác mỏi mệt, nặng nề. Chàng trai mới hỏi: thưa thầy, vậy làm sao con có thể giảm nhẹ gánh nặng cuộc đời? Bởi vì đi rồi bỏ vào tâm, bỏ vào suy nghĩ, bỏ vào lòng, mà không bỏ những cái hay, cái tốt, mà bỏ cái điều gì phiền muộn không? Vị thầy mới trả lời: những thứ đựng trong sọt đều là những gì anh tìm được ở trên đường. Nếu anh nhặt quá nhiều mà không vứt bỏ đi một chút thì cuộc đời sẽ càng ngày càng nặng nề trong áp lực, bởi vì cứ phải tiếp tục tiến lên và cứ mỗi một bước tiến lại nhặt bỏ vào sọt. Tâm ta chất chứa quá nhiều thứ. Nhưng mà như hôm nay mình nghe pháp là mình nghe những điều gì? Lời Phật dạy. Mình nghe pháp thoại, tức là những điều mà có thể ứng dụng trong cuộc đời. Nhưng mà các bạn cứ nghĩ xem, mỗi ngày, đâu phải ngày nào các bạn cũng nghe lời hay ý đẹp. Các bạn nghe những chuyện linh tinh mệt mỏi rất là nhiều, và thậm chí nó không có thì các bạn phải kiếm cho nó ra để làm cho nó mệt mỏi. Vì đó là gì? Tập khí, thói quen vô minh của chúng ta. Vì vậy, vị thầy mới nói rằng anh gặp cái gì anh cũng nhặt vào, mà anh không buông thì cuộc đời anh ngày càng nặng nề, áp lực. Con người có thể buông bỏ hết mọi thứ, kể cả tương lai của mình, nhưng họ không buông được những nỗi buồn trong lòng, để rồi chịu đựng những bế tắc. Những ai biết yêu thương bản thân mình,
hãy dũng cảm đặt nỗi buồn xuống, vì nó chỉ là cảm giác, nó vô thường, nó không có thật. Hãy giữ lại cho mình những khoảnh khắc bình yên thật sự trong lòng mình. Trong tay ta có một chút niềm vui đủ khiến cho tâm ta bình thản. Những điều mà không giải quyết được gì mà chúng ta cứ ôm ấp ở trong lòng. Rồi nhiều khi gặp những chuyện bế tắc thì mình lại muốn hơn thua, mình muốn đạp đổ, mình muốn đập phá. Đừng làm như vậy. Khi các bạn bế tắc, các bạn buồn rầu, hãy dừng lại. Lắng nghe suy nghĩ của mình, buông bỏ để cho lòng thanh tịnh. Bởi vì tất cả những thứ đó đều là cảm giác vô thường đến đi. Hãy tập như vậy, hãy ngồi yên, lắng đọng tâm tư và buông bớt ra. Nếu không thì cứ giống như cái anh chàng vác cái gùi mà vất đá vào, vất đất vào, vất rác vào. Dòng sông không thể trong được khi đầu nguồn còn vận động. Con người không thể thương được bản thân vì cứ để những suy nghĩ không lành, những nỗi buồn làm tổn thương đến mình hôm nay và ngày mai. Cho nên hãy buông ra, buông bớt ra và chỉ để lại trong lòng những điều thánh thiện, an lành. Nhẫn, học chữ nhẫn, lịch sự, khiêm cung, sống có trách nhiệm, học cái hay, cái tốt của người Nhật. Và đồng thời buông đi những điều không cần thiết ngay trong tâm trí của mình. Bởi vì ăn ngon là do cái tâm nha. Thức ăn thì cũng tất nhiên rất quan trọng. Nhưng mà nếu mà mình khổ tâm, buồn đau đó, thì cho dù có cao lương mỹ vị gì cũng không có ý nghĩa. Cho nên hãy dọn sạch cái tâm cho trong sạch. Cái tâm là nước ở đầu nguồn. Nếu nước đầu nguồn vẫn đục là cái tâm còn đầy những sự nặng nề, áp lực thì ta không có hạnh phúc. Trong khi đầu xuân, sư nói Nam Mô Hoan Hỷ Di Lặc Xuân là sư muốn các bạn tụng kinh rồi, nghe pháp rồi, các bạn sẽ sống trong một trạng thái nhẹ nhàng, thanh thản vì biết buông bỏ những điều không cần thiết. Mà cho đến cần thiết cũng vậy, có phải lúc nào ôm trong đầu đâu. Buông ra, hít vào, thở ra, vì đó là ý nghĩa của cuộc đời. Hít vào, thở ra, ta có cả một kho tàng của trời đất hôm nay và ngày mai, thưa các bạn. Và sư muốn nói rằng cái điều mà sư cảm động khi gặp sư Tâm đó, sư Như Tâm là bạn học với mình đó, thì hai người đều nhắc về những bậc thầy, những bậc tiền bối, những người đã cho mình ngày hôm nay. Ai cũng nhắc về sư phụ của mình, ai cũng nhắc về những người thầy đã dắt dẫn mình. Không có than van, không có ai nói là tôi cực khổ gì hết. Ai cũng cảm thấy hạnh phúc vì mỗi một ngày mình đang phụng sự cho tha nhân, cho chúng sanh. Và những gì mình đang làm được hôm nay là mình nhờ ơn cha mẹ cho mình thân này, biết ơn cuộc đời cho mình có được thân mạng tồn tại trong cuộc sống đến hôm nay, và biết ơn tất cả những bậc thầy, biết ơn cả các con nữa. Sư nói không có các con làm sao cái ngôi chùa hình thành để làm gì? Nếu mà chỉ để cho mình thì hình thành ngôi chùa để làm gì? Cho nên mình rất là biết ơn nhau. Vì vậy, sư muốn gửi đến các bạn một câu chuyện nữa. Đó là con mèo thần tài Maneki Neko, Nhật Bản. Ở bên Việt Nam cũng nhiều lắm nha. À, người ta thích cái con mèo này. Nhưng mà tại sao? Ở Việt Nam mình đã thờ ông thần tài thổ địa. Thấy chưa? Đó. Rồi đầu năm người ta để những tượng ông Di Lặc vui vẻ. Rồi tay cầm gì? Tay cầm hoa quả vàng. Đó, để chứng tỏ sự may mắn, thần tài đầu năm. Bên Ấn Độ đó, thì ông thần Ganesh cũng là ông thần tài của Ấn Độ. Đó. Thì chúng ta sẽ thấy rằng mỗi một cái truyền thống đất nước thì người ta thường hay có những hình ảnh của những vị thần tài. Ở bên Nhật này thì sư thấy có con mèo gọi là con mèo thần tài. Và sư muốn biết vì sao lại có cái con mèo Maneki Neko này. Sư phải tìm hiểu chứ. Nguồn gốc của chúng được biết đến chủ yếu thông qua truyền thuyết về một ngôi đền mang tên là
Gotokuji. Đó, thế con mèo này nó dễ thương như vậy. Người ta truyền tai nhau rằng vào khoảng thế kỷ 17, có một thầy tu nghèo sống ở trong ngôi đền ở Tokyo. Dù cuộc sống vô cùng khó khăn, ông vẫn chia sẻ phần ăn của mình cho chú mèo cưng, và chú mèo đó tên là Tama. Một ngày kia, lãnh chúa Nakautali của quận Hikune trên đường đi săn bỗng gặp cơn mưa bão và dừng chân trú ở cái cây to gần đền. Là một vị lãnh chúa mới dừng ở cái cây to mà trú chân vì mưa đến. Trong lúc đang đứng trú dưới gốc cây, ông thấy con mèo cứ giơ tay vẫy gọi mời ông vào đền. Con mèo Tama nó vẫy tay. Đó. Ông thấy tò mò, lạ, con mèo này sao nó biết vẫy tay? Và ông đến gần để nhìn chú mèo kỳ lạ kia rõ hơn. Sao đó là con mèo mà nó biết vẫy tay như người vậy? Không ngờ khi ông vừa rời gốc cây đến gần nó, thì một cái cơn sét lớn giáng xuống gốc cây và cây đổ sập. Nếu không nhờ chú mèo thì vị lãnh chúa đã mất mạng rồi. Vị lãnh chúa may mắn thoát chết nhờ chú mèo Tama này. Và để bày tỏ lòng biết ơn chú mèo đã cứu mạng sống của mình, vị lãnh chúa trở thành người bảo trợ cho ngôi đền. Bắt đầu ông ta ủng hộ cho cái ngôi đền đó. Trên cũng có những người nói con đi chùa bởi vì con nghe lời sư dạy và đời con thay đổi, con biết ơn nên con hộ trì chánh pháp, hộ trì tam bảo. Hay con đến đây con có được an lạc nên con về chùa. Con đến đây con cảm thấy con học được những điều hay lẽ phải nên con hộ trì tam bảo, hộ trì chánh pháp nơi đây. Thì cái vị lãnh chúa này nhờ con mèo nó vẫy tay mà ông thoát chết, bắt đầu ông hộ trì cho cái ngôi đền đó. Ông bảo trợ cho ngôi đền, ông cho sửa chữa cho ngôi đền đẹp hơn, khang trang hơn và đổi tên thành Gotokuji vào năm 1697. Sau khi con mèo Tama chết, nó được chôn ở một nghĩa địa riêng dành cho mèo ở trong ngôi đền. Cùng với đó, họ dựng một bức tượng mèo tên là Maneki Niko để tưởng chú mèo đặc biệt này. Và bức tượng con mèo vẫy tay ra đời từ đó và đã biểu tượng cho sự may mắn. Bởi nó vẫy tay, ông ta thoát chết. Cuộc đời ta, ông còn đi lên. Cho nên người ta xem đó là một biểu tượng của sự may mắn. Đem vật may cho gia đình, cho cửa hàng, cho công ty, cho kinh doanh vân vân. Nhưng mà ở đây, sư muốn nói câu chuyện này nó bắt nguồn từ lòng biết ơn. Biết ơn cha mẹ, biết ơn những bậc thầy, biết ơn cuộc đời, biết ơn nhau. Nếu ai tràn ngập lòng biết ơn, người đó không bao giờ nghèo. Người đó không có biết trách móc buồn phiền ai hết, lúc nào cũng biết ơn. Các con cứ nghĩ đi, lúc nào cũng cảm ơn. Biết ơn thì làm gì cằn nhằn nhau, làm gì mà nói nặng nhẹ với nhau. Vì tôi biết ơn anh, tôi chưa trả ơn được kia mà. Cho nên hôm nay mình gặp nhau đầu năm mới, mình nói con mèo may mắn, thì mình hãy biết ơn nhau để mình có nhiều sự may mắn trong cuộc đời. Và sư muốn hỏi các bạn một câu: ta đang đào giếng hay gánh nước cho đời ta? Đang đào giếng hay đang gánh nước? Nếu gánh nước thì hết nước lại đi gánh. Còn nếu đào giếng thì có phải đi gánh không? Không, ra là kéo nước lên. Tức là phải tu nhân tích đức. Ta tu nhân tích đức là ta đang đào giếng. Ta có bao nhiêu xài bấy nhiêu là cứ gánh nước gánh hoài. Cho nên nhớ lại có hai vị sư ở hai ngôi chùa trên hai ngọn núi gần nhau. Giữa hai ngọn núi có một con sông, mỗi ngày họ đều xuống núi ra sông gánh nước. Ngày nào cũng gặp nhau nên trở thành bạn thân của nhau. Thấm thoát 5 năm trôi qua, một hôm vị sư ở bên ngọn núi bên trái không xuống gánh nước. Còn cái vị sư ngọn núi bên phải đi xuống gánh và nói có lẽ là anh ta ngủ quên hay sao mà không đi gánh nước. Nhưng mà rồi vài ngày sau cũng không thấy. Và cuối cùng nghĩ hay là bạn ta đã bị đau ốm, ta phải lên thăm xem có thể giúp được gì không. Nhưng khi đến thăm người bạn già,
Ông ta thật là kinh ngạc. Thế ông này đang tập thái cực quyền. Ủa, một tuần nay ông không xuống núi gánh nước, chẳng lẽ ông không cần uống nước hay sao mà còn đứng tập võ như vậy? Vị sư kia trả lời: hãy đi cùng tôi. Và chỉ ra phía sân sau của chùa có một giếng nước và nói: 5 năm lại đây, mỗi ngày tôi đều có thời khóa, tôi đi gánh nước về. Trước khi ăn uống, thiền tập, tôi luôn dành một chút thời gian đào cái giếng. Mặc dù những ngày rất bận, nhưng ngày nào tôi cũng phải đào. Ít nhiều gì tôi vẫn dành thời gian để đào giếng. 5 năm đi qua, nay đào đã đến nước, từ nay tôi không cần phải xuống núi gánh nước nữa. Tức là ông cứ làm. Và một cái người già như vậy mà đào giếng trên núi, nhưng mà 5 năm rồi cũng có thấy mặt nước ngầm tuôn ra. Cho nên ngày hôm nay là thành quả từ những nỗ lực của hôm qua. Các con đang ở đây đều phải có ơn ông bà cha mẹ đất nước mình, rồi mới đến đất nước Nhật Bản. Các con khỏe mạnh, hạnh phúc, an vui ngồi đây là nhờ những ngày tháng qua các con nỗ lực tích cực làm việc, lao động. Cho nên các con mới có thời gian được nghỉ Tết, được đi chùa, để hoàn thành trách nhiệm mình mới được ngồi đây chứ. Cái gì cũng phải có hôm qua mới đến hôm nay. Còn nỗ lực hôm nay là gì? Là tương lai, là niềm hy vọng cho ngày mai. 5 tháng trôi qua, rồi tuổi xuân sẽ mất các em ạ. Bởi vì sanh, già, bệnh và chết, đó là quy luật của cuộc đời. Do vậy, hãy suy nghĩ lúc không còn gánh nước nổi thì bạn có nước uống không? Nghĩa là hãy suy nghĩ khi đã già, có tiền để dành sống không hay tiêu hết rồi? Khi hoạn nạn, cái gì cứu chúng ta? Nạn lớn biến thành nhỏ, nạn bé biến thành không là nhờ cái gì? Đó là nhờ phước, là điều các con phải làm mỗi ngày, mỗi giờ. Luôn luôn tu tập để tạo ra công đức. Công đức, đó tụng kinh phước đức là chúng ta biết làm gì để có phước đức rồi. Đó, gần gũi người lành, phải giữ gìn các giới, phải sống biết là yêu thương mẹ cha, phải sống biết hiếu đạo tổ thầy, phải sống biết giúp đỡ muôn người, phải sống làm những gì tốt đẹp cho cuộc đời để tạo ra phúc đức. Cho nên có thể nói rằng chúng ta đang gánh nước về, có nước ăn, hoặc ra mua là có nước, là phước đang sẵn có của đời trước còn lại. Chúng ta đang ngồi đây đều lành lặn, dễ thương, xinh đẹp. Chúng ta có phước báo mới có đầy đủ các căn, có đôi mắt, niệm Phật, tụng kinh, đi lại, làm việc. Có những người khuyết tật đã là kém phước hơn chúng ta. Cho nên, đang có phước này, nhìn về lâu về dài, các con đã tu nhân tích đức trong đời sống trước. Và những người có trí tuệ thông minh thì phải tiếp tục đào cái giếng cho mình. Đó là tích lũy phước cho ngày mai. Đó mới là sự sở hữu nguồn tài nguyên của bản thân, chứ không phải chỉ sống nương tựa cái bên ngoài. Vừa làm việc, vừa tu nhân tích đức thì sẽ vất vả hơn người chỉ gánh nước rồi xài, đem nước về rồi dùng. Cũng giống như các con chỉ lao vào kiếm tiền, thấy vất vả, nhưng nếu không tu nhân tích đức, ngày mai này các con sẽ khổ nhiều hơn. Cho nên làm việc vất vả kiếm ra tiền, nhưng đừng quên phải đào cho được cái giếng, đó là tích lũy công đức. Nó sẽ mang lại cho các con, cho gia đình các con một sự báo đáp, phúc đức cái hậu về sau rất lâu dài. 5 giới phải giữ, không sát sinh hại vật. Ở bên này thấy người ta ăn cả những con vật sống còn nhúc nhích. Đừng tập ăn những thức ăn như thế, rất khủng khiếp. Đưa vào miệng mình nhai và nuốt những con vật đang nhúc nhích là tự cái bản thân mình đang giết một sinh mạng bởi cái miệng của mình. Đừng tập những cái đó. Không sát sinh hại vật, không gian tham trộm cắp. Cái cuộc sống ở bên này nó cũng rất là công bằng, nó cũng rõ ràng, nó cũng sáng tỏ lắm. Thì mình cứ cái tốt mà mình làm, rồi không tà dâm. Đời sống một vợ một chồng cho chung thủy,
Yêu thương thì đi đến hôn nhân cho tử tế, đừng có linh tinh, rồi nó sẽ tạo ra quả báo đau khổ ngày mai. Và không dối trá lừa gạt, không đòn sóc hai đầu, không nói lưỡi đuôi chiều, không lời thêm bớt. Đó là mình đang tu nhân tích đức, biết bao nhiêu phước, bỏ vô, mà bỏ vô càng nhiều càng nhẹ, chứ không hề nặng như bỏ đá. Vì vậy, kiếm tiền là đang gánh nước mua gạo nấu cơm hôm nay. Nhưng phải đào giếng, nó mới lâu dài. Đó là tích lũy phước đức cho hôm nay, cho ngày mai và cho kiếp sống mai sau. Chết không bao giờ là hết, một vòng luân hồi bất tận. Và khi thân này đã chết, nằm ra chỉ là một cái thân xác vô hồn, rồi trả lại cho tứ đại đất nước gió lửa, chúng ta mang gì cho kiếp sau? À đúng rồi, các bạn giỏi quá, cho tràng pháo tay. Mang phước và tội theo, và có một bạn đã mang nghiệp theo. Đấy là những thói quen của mình. Mình gian dối nhiều thì kiếp sau lại tiếp tục gian dối, tại vì nó đã quen rồi. Mình tà dâm thì kiếp sau lại sống không bao giờ có hạnh phúc, vì đã mình đã gieo quá nhiều nhân tà dâm phản bội trong tình yêu, thì kiếp sau phải gánh lấy, hay ngay bây giờ phải gánh lấy những quả báo. Và chúng ta cứ luôn luôn bất hiếu với mẹ cha thì con chúng ta bất hiếu lại với ta. Rồi chúng ta sát sinh hại vật thì mình bệnh tật và tuổi thọ ngắn ngủi. Cứ như vậy mà chúng ta cứ trên phương diện nhân quả mà chúng ta tu, chúng ta sửa tâm sửa tánh, tu nhân tích đức. Sư thì nhìn các bạn về đây làm công quả, tụng kinh nghe pháp, sư cảm thấy hạnh phúc và tri ân quý sư quý thầy Việt Nam qua Nhật Bản, làm sứ giả Như Lai giúp những người con Việt Nam trên đất Nhật. Sư cảm thấy quý thầy quý sư đã làm rất tốt, bởi vì các bạn rất tốt, các bạn rất là dễ thương, các bạn rất biết nghe lời và rất là tinh tấn. Đó là lời nói rất chân thành của sư khen ngợi các bạn trẻ Việt Nam. Và tất nhiên cũng có ông bà cha mẹ đi chùa, nhưng mà ít thôi, phần lớn là các bạn trẻ. Thật là dễ thương. Và phải biết rằng một năm bắt đầu từ mùa xuân, một đời bắt đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội. Mong rằng khi nào gặp các bạn cũng thấy cả một mùa xuân đẹp trong lòng mọi người, trong lòng các sư và trong lòng của nhân loại. Pháp thoại của sư đến đây là kết thúc.